Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị vinh danh các cá nhân tổ chức tiêu biểu đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thuế đối với nhà nước năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đã có gần 120 tổ chức cá nhân được tôn vinh đợt này, trong đó có một doanh nghiệp được nhận bằng khen của Bộ Tài chính, 19 doanh nghiệp nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và 98 doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh được cơ quan thuế khen thưởng. Đây là những doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh tiêu biểu đã khắc phục khó khăn, phòng chống dịch an toàn, duy trì sản xuất kinh doanh và hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thuế năm 2021. Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố vẫn hoàn thành và vượt dự toán Bộ Tài chính, Hội đồng Nhân dân thành phố giao, đảm bảo nguồn lực cho thành phố thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt gần 11.000 tỷ, đạt 71% dự toán và tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả này tiếp tục ghi nhận sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đã cùng thành phố thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh, phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là cơ sở để thành phố, cơ quan thuế tin tưởng sẽ hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022.